Xin chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ học tuần 22 mỹ thuật lớp 6 với bài 24. Thưởng thức mỹ thuật, giới thiệu một số tranh dân gian Việt Nam. Các em sẽ vào một La Mã với bức tranh Gà Đại Cát. Đây là dòng tranh Đông Hồ. Các em sẽ quan sát bức tranh Gà Đại Cát, nghiên cứu cho cô 4 nội dung. Nội dung thứ nhất là về chủ đề, nội dung thứ hai là nội dung của tranh và hình thức, ý nghĩa của bức tranh. Thì bức tranh Gà Đại Cát chủ đề thể hiện đề tài chúc tụng và nội dung là vẽ một chú gà trống oai vệ hùng dũng. Và hình thức bố cục thì các em thấy chia làm hai phần, hai mảng vuông tạo một sự rõ ràng cô đọng chặt chẽ trong bố cục. Phần trên có chữ để bố cục tranh nó chặt chẽ hơn, phần dưới diễn tả một chú gà trống oai vệ hùng dũng. Và màu sắc thì đơn giản. Ý nghĩa thì cầu mong mọi gia đình, mọi người những điều tốt lành. Chúng ta sẽ qua tiếp phần 2 La Mã là bức tranh chợ quê. Đây thuộc dòng tranh hàng trống. Trong bức tranh các em cũng sẽ nghiên cứu cho cô 4 nội dung: về chủ đề, về nội dung, về hình thức và ý nghĩa của bức tranh. Thì bức tranh chợ quê, các em quan sát các em sẽ thấy đây là bức tranh diễn tả một cái cảnh sinh hoạt của một cái vùng chợ ở nông thôn thời xưa. Nội dung là diễn tả cái phiên chợ sầm uất nhộn nhịp với cảnh mua người bán, tất cả những cái hình ảnh của bộ mặt của nông thôn thuở xưa được hiện lên trên bức tranh. Về bố cục là dàn trải và rất sinh động, màu sắc tươi nguyên sống động và tô màu theo lối cản tranh để tạo được cái không gian chiều sâu trong cái tác phẩm. Về ý nghĩa thì các em thấy trong bức tranh phản ánh chân thực cuộc sống sinh hoạt của tầng lớp trong xã hội nông thôn thuở xưa. Có người mua, người bán, rồi có thầy bói, người ăn xin. Nó thể hiện cả một cái xã hội thu nhỏ trong bức tranh chợ quê. Bây giờ chúng ta sẽ qua tiếp phần 3 La Mã. Các em sẽ nghiên cứu tiếp cho cô bức tranh đám cưới chuột. Đây là dòng tranh Đông Hồ. Thì cũng với 4 nội dung, các em nghiên cứu cho cô về chủ đề, về nội dung, về hình thức và màu sắc, ý nghĩa trong bức tranh. Các em quan sát bức tranh đám cưới chuột, các em thấy chủ đề là thể hiện cái đề tài châm biếm. Nội dung là một cái đám rước linh đình, người ta mượn cái hình ảnh mèo, chuột để nói lên cái xã hội phong kiến ngày xưa, hình ảnh vua quan phong kiến và tầng lớp nhân dân. Muốn cái đám rước được yên lành thì những cái người dân, những con chú chuột phải thập thởm để dâng những cái lễ vật hậu hĩnh cho mèo. Về hình thức, về bố cục, theo cái hàng ngang dàn điều theo lối ước lệ nhưng vẫn tạo cái sự liên kết trong toàn bộ bức tranh. Đây thể hiện cái đám rước đang linh đình rộn rã và các chú chuột lại thấp thỏm lo âu vì bên trên có chú mèo đang đứng chờ sẵn. Về màu sắc thì các em thấy là sinh động, tươi tắn và trong sáng. Ý nghĩa của bức tranh phê phán đả kích thói hư tật xấu trong xã hội phong kiến ngày xưa. Chúng ta đã xong cái bức tranh đám cưới chuột. Chúng ta sang tới 4 La Mã, đó là bức tranh Phật Bà Quan Âm. Đây thuộc dòng tranh hàng trống. Các em quan sát bức tranh Phật Bà Quan Âm. Các em cũng sẽ nghiên cứu trong bức tranh này với 4 nội dung, đó là chủ đề, nội dung, hình thức và ý nghĩa của bức tranh. Thì quan sát bức tranh, các em thấy chủ đề, đây là cái đề tài tôn giáo và thể hiện cái loại tranh thờ. Nội dung bức tranh vẽ Phật Bà Quan Âm đang ngự trên tòa sen và bên dưới là tiên đồng và ngọc nữ, xung quanh là có đám hào quang, những cái đám mây để tạo cái độ sâu cho cái bức tranh. Bố cục cân đối trang nghiêm theo cái lối nhà Phật. Về màu sắc tươi tắn có độ đậm nhạt, được tô theo lối cản tranh. Và ý nghĩa của bức tranh là khuyên răn mọi người làm điều thiện, tránh cái ác, hướng con người luôn luôn làm điều việc thiện. Tổng thể cô cho các em xem một số bức tranh dân nhé. Thứ nhất là bức tranh Tam Tòa Thánh Mẫu. Đây là cái thể loại tranh thờ.
tranh ngũ quả và bịt mắt bắt dê, tranh đồng hồ. Và các em thấy tranh dân gian đồng hồ cũng có là Bác Hồ với thiếu nhi, thì gửi gắm cái tình cảm của Bác đối với thiếu nhi ba miền, và lúc nào các thiếu nhi cũng nhớ thương và quý Bác, thì bức tranh cũng thể hiện được cái tình cảm của Bác đối với các em thiếu nhi. Về nhà các em lưu ý cho cô cái bài, mình sẽ học lại bài để mình nắm cái đặc điểm, cái phân tích từng bức tranh và mình xem ý nghĩa của những bức tranh. Và bài kế tiếp các em chuẩn bị cho cô đó là kẻ chữ in hoa nét đều. Thì trong bài này các em nhớ lưu ý, mình nghiên cứu kỹ cái đặc điểm chữ nét đều, để vào cô sẽ hướng dẫn các em cái cách nhận dạng được chữ nét đều và cái cách kẻ chữ nét đều. Cô xin chào các em.